Wow, bơ nhảy. Wow, bơ nhảy giỏi quá nhở. Gấu nhảy thử nào. Wow, bơ ném máy bay đúng không? Wow, máy bay của bơ. Là máy bay của Chisu. Wow, super. Wow, máy bay. Máy bay của Chisu bay cũng hay phết nhở. Lượn lượn đúng không? Nó lượn lượn đấy. Wow. Bọn mình vừa gấp máy bay xong, chú cũng có cái này. Chú đang để trong túi. Rồi. Máy bay của chú đây. Cho gấu ném này, gấu cầm chỗ này. Ok, cho gấu ném cái này. Wow. Wow. Đây, cái của gấu đây. Gấu ném tiếp. Wow. Bơ của ném máy bay. Ôi, máy bay bơ bay qua đây luôn rồi. Bay lượn một vòng. Xu ném tít trở lại luôn à. Wow. Đây của gấu đây. Chị Xu leo lên cái đỉnh của cái dây mạng nhện. Gọi là cái này gọi là mạng nhện này. Dây mạng nhện ném. Ôi bơ mấy trước à. Chị Xu xem bơ cẩn thận bơ ngã nhá. Ừ, gấu còn bé, gấu chưa biết leo đâu. Khi nào gấu lớn như chị Xu gấu leo nhá. Đúng rồi. Ủa, chị này chị lớn rồi con ạ. Đấy, con ném phát nào. Đây, bà ném thử cả nhá. Ừ, chú đến. Hello. Chú đến. Đây gấu như này. Dạ. Có đóng quà. Ok. Nó có đóng quà nữa. Wow. Nó có đóng quà. Đây ba mở lại cho con đóng nhá. Con đóng. Đúng. Ai đóng cửa của gấu? Đây, mở ra rồi. Đây con đóng lại đi. Con thích đóng cửa đúng không? Yay, con đóng lại rồi. Ok. Đây, ném máy bay này, gấu nhìn này, máy bay.